xin chào anh em. Thì uh, em đã lên rất nhiều mẫu mã giày dép và quần áo rồi. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một cái mẫu xịt Nan Siren. Xịp lụa trơn mát. Chất cực đẹp luôn. Mẫu này hiện tại nhà em đang sẵn size uh, L, XL, 2XL và 3XL. Đây là dòng xịp lụa chỉ có 150k set 4 cái nha. Cực đẹp. Mặc đảm bảo với anh em rằng là uh, không bị kích ứng da không bị hăm không uh, bị khó chịu thoáng mát và mặc rất mát nha. chất lụa mềm như là bốn ấy rất là mặc rất là thích riêng uh, em là em cũng mặc cái mẫu này nên em cảm nhận được cái dòng xịt của hãng nhà nanjiren này là rất là ok rất là chất lượng đây là xịp đùi anh em nhé Đấy. thì anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với em em sẽ tư vấn cho anh em cái mẫu cái cái size nó phù hợp đây là xịp gồm bốn màu đen màu ghi đây là màu ghi nhé đen ghi xanh và xanh xanh than đấy bốn màu như trong video này anh em yêu quý thì hãy cho em một follow, một đăng ký kênh và để lại bình luận em sẽ hỗ trợ trực tiếp trên video luôn. Chào mừng anh em đến với cộng đồng săn siêu à, Adidas, Puma, Lenin, XTF361 và một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ok, cảm ơn anh em nhé. Mẫu này... <laughs>